cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh cờ tướng vn trong video này s sẽ giới thiệu với các bạn 3 trận đấu mới trên đấu trường thiên thiên thượng kỳ trận thứ nhất của vương thiên nhất trận thứ hai của triệu hâm hâm và trận thứ ba của mạnh thần mời các bạn cùng xem cờ s cũng cảm ơn các bạn vừa rồi nghe lời kêu gọi các bạn đã like cho s một trăm mấy chục like video làm cho kênh của s cũng bắt đầu trỗi trỗi lên trở lại s rất là vui Kỳ này các bạn cũng nhớ like ha mỗi video trên trăm like. hãy Hay các bạn thấy còn dưới trăm like thì các bạn like dùm. Thôi coi như là trả công cho Ad đi nha. Rồi chúng ta trở về bình luận. Quân Thiên Nhất đi sĩ giác pháo còn Tôn Lễ Văn Đi sau đi hậu nhưng quýnh luôn pháo đầu em bình luận xí xô xí xào còn đến nước hay thì ad mới dừng lại à, phân tích một chút nha các bạn. xe tuần hà là con gì lên cũng cản ha xe vào giữ lên mã đuổi xe gửi xe tiếp Chị. hy sinh con tốt để giải phóng xe pháo các bạn lên bắt tốt bên này cũng bắt tốt ở đây vương thiên nhất sẵn sàng thí xe vì các bạn thấy vương thiên nhất tính rất hay thí xe nè lợi tốt nè mã đè mã và lại bắt con pháo nữa đó là những cách thí mà lợi nước lợi quân lợi tơ uh, lợi thế nó bây giờ là pháo đang bắt mã mà mã đã bắt pháo đen nữa bên đen buộc mã phải lui về đuổi xe ăn tượng đổi mã, lời thêm con tượng. Ở cách của các cầu thủ các bạn thấy không, chỉ lấn ép từ từ vậy đó, đổi quân. Mà lời uh, sĩ, lời tượng, lời tốt là đổi. Mã chuẩn bị ngoài tàu nha, mã đen chuẩn bị ngoài tàu. vương thiên nhất đã kéo pháo về đỡ liền vừa đuổi xe vừa ngăn không cho mã chiếu đuổi mã mà buộc phải thấy rồi ha. Coi như là đen cánh này ổn rồi, giờ đỏ sẽ tấn công. lên tốt 5. Cạn pháo không cho xuống chiếu. Pháo đang chuyển qua quýnh pháo đầu. Dự kiến là quýnh pháo đầu. Đèn đi những nước rất là chuẩn xác và hay. À. đuổi pháo. Chứ. Trang đang hâm dọa nghe. Chứng chứng. Mã hâm bắt pháo và hâm tướng. Chứng chứng. đôi công nha Bên đen cũng mệt chứ đỏ nè đây cắt rồi Căng cho bên đen rồi tới đây tôn lễ văn sau khi tính toán đã buông cờ nhận thua bên đen không chịu uh, chiếu chót rồi vài nước để cho coi cho vui mà lại buông cờ sớm quá và đương nhiên là cờ này thì uh, bên đỏ quá mạnh rồi mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ hai của triệu hâm hâm thiên nhân chỉ lộ gần đây chúng ta thường thấy các cao thủ đi những nước này ha gara à, quân hiện đại Trần cờ này Triệu Hâm Hâm cầm quân đỏ đi tiên, Lý Húc Bình cầm quân đen đi hậu. các bạn nhớ vừa coi vừa like dùm Ad nha Hãy mà thấy video nào chưa đủ 100 like các bạn like dùm Đủ 100 mà các bạn không like cũng không sao đây sơ đỏ nội công hai bên đang quấn sơ đỏ nội công chưa bên nào thể hiện sơ xuất gì hết khí xe đèn đã thấy luôn thấy xe thấy tốt cờ vẫn đang rất cân bằng. Hai bên à, vẫn đang sơ đỏ nội công, chưa bên nào thể hiện một sự sơ sức nào. Tí Hùng quần quýnh cũng giữ đó Cản mã, Pháo lên giữ. Bắt cho xe chạy trước, rồi chạy mã sau. thì mà, chứ, một đèn phải thấy rồi, chứ, sau khi thấy quân thì hai bên cờ cũng rất là cân bằng. để hút bình này quính cũng ác ghê ha. để hút bình này cũng nằm trong hàng top cao thủ của Quảng Đông nghe các bạn tỉnh Quảng Đông đó thấy quân rồi, còn vẫn ngang sát sàng sạp với nhau. Bây giờ bên nào mà hơn tốt hay là thì bên đó mới có thể thắng được nha. Trì em Hâm lo về giữ tốt đầu ngay, không dám để mất tốt nữa. cái hay của ván này là so đỏ nội công nha các bạn Vì hai bên ít có, có những cái nước sơ xuất lý hút bình này hàng top của tỉnh quảng đông nó, nó đánh cũng dữ à chị hôm đang làm gì đây triển khai bắt quân. Lý quân Bình đã đưa được một tốt qua sông. Hay quá trời không Bắt được con tốt không? Chà, đẩy luôn con tốt qua. Ăn được con tốt nhưng bên này thì... cũng uh, mất lại con tốt. Rồi. Phá bằng xuống mất lại con tốt. Lý Hút Bình này quýnh cũng, cũng dữ ghê. chiếu lợi tổ rồi hay quá triệu mâm trong một thế là cân bằng không bên nào đi một nước sơ sót nào triệu mâm đã ăn được tượng của đối phương rồi lại một tượng bên đen thì hai con tốt qua sông luôn rồi ghê quá đã ăn lại được một tốt của đen. Rồi vậy là cái này thí quân lại thêm được một tốt. Hay quá tiệm hâm đã lại được một quân tốt và một con tượng. Như đây là đủ để về vần tàn rồi nha các bạn. Cao thủ là như đây mà hơn một tốt một tượng là đỡ là, là khó rồi đó. Lý Húc Bình đã thí luôn con tốt còn lại để mong cầu hòa Tờ này là bên đỏ hơn một tượng một tốt. Sẽ vận tàn hay đây. Sẽ phần tàn kinh khủng đây. Các bạn mà muốn đánh cờ tàn giỏi thì các bạn phải giỏi về sát pháp ha. Phải học biết về sát pháp cờ tướng. Giống như thầy Cường nói về đó. Ad có đăng xác uh, sát pháp cờ tướng nay lên tới số hơn số 70 rồi nha các bạn. Các bạn vô trong uh, kênh của Ad nè. Tìm uh, sót cũng được. Vô sót cờ tướng. Vô trọng là nó sát pháp cờ tướng đầy hoặc là vô danh sách Vô danh sách rồi chọn uh, Danh sách sát uh, pháp cờ tướng Hơn 70 bài, 10 bài này. mỗi bài có chưa tới một phút, coi nhanh lắm Các bạn rằng sát pháp thì các bạn mới coi mấy cái này mới thấy hay Các bạn coi triệu uh, Hâm Hâm, vần Tàn với lại liếu Bình này hơn một tượng một tốt mà bằng không đơn giản đâu đương nhiên ăn cũng rất là khó mà lý hút bình không dễ thủ quà nổi đâu Chị. Chà, con tờ xe lên đó nằm mà khó đưa tốt qua sông rồi. Rồi đương nhiên về, lót xe về thì đưa qua được thôi. Để coi coi Triệu Hâm sẽ tính toán như thế nào. Bắt tượng. Buộc pháo lên cản tại tượng về là sẽ mất tượng. Rồi bác sĩ Ra tướng Thủ ngay Vậy là qua tốt được rồi à, Chưa qua tốt Ừ, bây giờ mới đưa tốt qua hay sao đây à bỏ tượng à à không được sức tướng rồi Hay quá, tiệm hâm phần hay quá. Đẩy con xe xuống cái nữa là mình mình đang mất sĩ rồi. Hay quá. À, Đó, tiệm hâm phần các bạn thấy hay không? Mất sĩ không? Hai con phải mất con thì chứ giờ làm sao mà chạy được. Lên sĩ luôn. Không cho chiếu hoài. hai con sĩ phải mất một con rồi đang buộc phải mất con sĩ rồi à, ăn sĩ này để hâm sĩ tự mất thêm con nữa Điện xem ghi. sao để hâm phần tàn ghê không phần ấy ăn nát bộ đồ lòng rồi đó Điện rồi xong luôn rồi nát bộ đồ lòng rồi ghê quá cao thủ vần tàn Điện Điện ghi. Điện Điện ghi mà hoàn toàn đã các bạn không, đó, cờ tàn sát rác vậy mà chưa đưa dấu qua sông nó còn nát uh, sĩ tượng người ta rồi. Điện ở đây xe đen không có ăn sĩ được các bạn ăn sĩ là xe đổ quính pháo cái mà là xong luôn. Điện bây giờ chắc phải đưa Điện tốt Điện qua sông mới ăn chứ. hay quá cản địa luôn con xe rồi Điện dưới. Điện dưới. tốt quá sâu. rồi tiêu rồi qua cùng phối hợp với xe pháo tốc quýnh này. ngon ăn rồi nội công thâm hậu quá, triệu mâm vần tàn sướng thiệt, vần tàn thì chỉ thua hướng ngân xuyên một chút thôi, <laughs> hướng ngân xuyên thì vô địch vần tàn rồi, hướng ngân xuyên mà vần tàn là không xảy đâu các bạn chỉ cần hơn con tốt thôi, sĩ tượng vậy thôi là hướng ngân xuyên vần là nát là chết luôn. Rồi xong. Chiêu tướng quân. Chiếu tướng. quân. Đã tiêu rồi. Ở đây uh, lên tượng mất xe. Ra tướng uh, tướng bình 4 uh, thì uh, sát cục mà tướng bình 5 á uh, để chiếu uh, tượng còn lên được á, uh, thì mất pháo đến đây lý húc bình đành buông cờ nhận thua mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ ba của mạnh thần cũng là ván đấu cuối cùng trận này mạnh thần cầm quân đen đi hậu mạnh thần mà đánh với các đánh với các kỳ thủ khác thì luôn hầu hết là là đi hậu nha các bạn sắp tới có thể là S sẽ làm một video như thế này là hai ba trận ba bốn trận luôn để cho các bạn coi cho nó dễ lựa các trận hay của các kỳ thủ hàng đầu như là Vương Thiên Nhất nè Mạnh Thần nè Hôm Hâm nè Hứa Ngân Xuyên thỉnh thoảng S sẽ động một vài những cao thủ khác vô để các bạn cũng cần phải biết những cao thủ khác của Trung Quốc nữa khi mà coi những cái trận chiến của bên trung quốc á những cái giải của bên trung quốc thì chúng ta coi nhìn mới biết hay cái bình luận xí xô xí xào vậy thôi nha tới chỗ nước hay s sẽ dừng lại nha hồi nãy hai bên đều sơ đỏ nội công hết à cỡ cũng ngang ngang ngửa ngửa với nhau thôi chưa một bên nào, mắc phải sai lầm gì. À, xuống bắt tốt đầu đây. Mạnh thần đã lùi về đấy. Nếu mà ăn tốt đầu là sẽ quýnh hoa tâm pháo ngay. thủy quân rồi, hiện nay cờ đen đã hơn được bên đỏ một tốt nhưng mà đỏ cũng chuẩn bị ăn lại con tốt rồi coi như là ngang nhau gà bắt đôi pháo mã xem mạnh thần đỡ sau đây chiếu xuống rồi giải phóng được rồi xe không ăn pháo được, ăn pháo sát cục ngay lo lên sĩ Bắt lại pháo. Đổi quân. À, bên đen quân lại không đổi. Chuyển qua đánh biên. Đánh pháo giác. Hay quá. Cũng đánh pháo giác này cũng mạnh thần là, là, là căng rồi. Vừa pháo đầu vừa pháo giác là bên đỏ mệt rồi. đang bắt pháo đầu bên đỏ đỏ chạy thì bắt tượng mất tượng rồi đỏ lâm nguy rồi chuyển pháo biên quýnh uh, vừa pháo đầu vừa pháo biên một phát là bên đỏ mệt liền hay quá vừa bắt xe vừa uh, thủy luôn khỏi mất công lo sát cục rồi Lại tưởng Thủy quân lại tưởng Đang đe pháo giật tùm lum hết Đang đe Nổ sĩ rồi đã banh sĩ của bên đỏ rồi. Pháo kéo là một nấc để cản tượng không ăn về xe. đuổi xe hay quá có đỡ rồi tới đây và mất mã rồi nếu mà chạy mã thì coi như là pháo rồi mất xe còn lên sĩ thì mất mã Đến đây thì Tuyết Phong đã buông cờ nhận thua. Đến với các cầu thủ thấy ngang cờ thì ngang đó nhưng mà chỉ cần một chút xíu thôi là khuyết chừng một quân, một sĩ, một tượng gì là chết ngay. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.